xạ trị, tức là phương pháp dùng các tia phóng xạ để tiêu diệt các cái tế bào ung thư. Vậy thì xạ trị trên cơ thể tiếp nhận một cái luồng phóng xạ thì thế nào cũng ảnh hưởng đến cái sự phát triển tế bào. Cho nên xạ trị là có ảnh hưởng đến cái chuyện suy yếu tinh trùng. Chỉ có điều ta hy vọng rằng xạ trị ở vùng cao, tinh hoàn ở vùng thấp, thì hai cái vùng đó nó cách biệt. Chứ còn nói chung anh đã đi xạ trị, tức là toàn bộ cơ thể của anh đã chìm đắm ở trong cái khu vực phóng xạ rồi. Cho nên đấy là cái mà chúng ta cần phải theo dõi. Nhưng mà cái ảnh hưởng của xạ trị một thời gian lâu dài, nếu ta kích hoạt tốt về phương diện tinh trùng thì tinh trùng vẫn có thể phát triển được và bệnh nhân vẫn có thể có con được như thường.